Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 18 giờ 40 phút mỗi ngày. Thưa quý vị, hiện nay tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến như đi xe dàn hàng ngang, điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm. Điều này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên chưa tốt, thậm chí còn có những hành vi ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Để nhìn rõ hơn về thực trạng này, xin mời quý vị cùng theo dõi Tiêu điểm nóng ngày hôm nay. Đến hẹn lại lên, cứ vào năm học mới, nhà trường, phụ huynh và những người đi đường lại lo lắng về đội quân học sinh trung học phổ thông thường gây mất an toàn giao thông. Đây là hình ảnh những em học sinh của một trường trung học phổ thông trên địa bàn quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các bậc phụ huynh đưa đón con, không khó để bắt gặp hình ảnh các em điều khiển xe máy trên 50 phân khối, từng tốp phóng xe ra cổng rồi vù ga luồn lách trên đường. Có em còn chở quá số người quy định, không đội nón bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao và tỏ ra rất phấn khích. Điều đáng nói là nơi các em gửi xe lại nằm sát bên trường học, thậm chí là gửi xe ngay cả trong khuôn viên nhà trường. Nhưng thầy cô dường như lại nhắm mắt cho qua, không có động thái can thiệp vào vấn đề này. Ngay cả phụ huynh vì nhiều lý do mà trở thành người tiếp tay cho những hành vi vi phạm của con em mình. Bản thân các em thì cũng thích đi cái xe mà nó mạnh, rồi thể hiện mình, cá tính, rồi cũng muốn lý lê với bạn bè, và cộng với cái máu còn tuổi trẻ mà. Do đó thường nẹt bô rồ ga, và đây chính là những cái nguy cơ tiềm ẩn gây ra những cái mất an toàn. Như chúng ta đã biết, tại khoản 1 điều 60 Luật Giao thông đường bộ 2018 đã quy định rõ về các độ tuổi được phép điều khiển phương tiện phù hợp. Theo đó, người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối. Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự. Như vậy, với độ tuổi của các em học sinh cấp 3 thì chỉ được phép sử dụng xe gắn máy dưới 50 phân khối mà thôi. Việc lái xe trên phân khối này cũng đồng nghĩa với việc các em đã vi phạm luật giao thông. Theo các chuyên gia, để nâng cao nhận thức về việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông cho học sinh, thanh niên, thì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục, vận động thanh thiếu niên chấp hành pháp luật an toàn giao thông phải thông qua các hình thức khác nhau. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi về an toàn giao thông cho các đối tượng thanh thiếu niên là vô cùng cần thiết. Sự thiếu hiểu biết của họ về luật giao thông đường bộ cũng có, và tổng hợp những cái điều đó nó sẽ dẫn đến cái tai nạn nó dễ dàng xảy ra đối với các em hơn. Trong quá trình mà các em lạng lách di chuyển như vậy thì có thể là dẫn đến cái tình trạng là an toàn giao thông trên đường không bảo đảm, cái trật tự giao thông, và ảnh hưởng đến cái mỹ quan cũng như là cái an toàn cho thành phố. Ngoài trách nhiệm từ ngành giáo dục và cảnh sát giao thông thì gia đình giữ vai trò quan trọng nhất trong việc ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy hay có những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện đến trường. Đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, cướp đi tương lai, thậm chí là sinh mạng của các em học sinh khi phụ huynh nhắm mắt giao xe để mặc con tự đến trường. Vì vậy, từ những câu chuyện đau lòng xảy ra thời gian qua, phụ huynh cần nhận thức rõ hơn và có cách giáo dục đúng đắn để tránh nguy cơ tai nạn có thể xảy ra đối với con em mình, cũng như tránh liên lụy đến những người xung quanh. Thưa quý vị, xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên là điều cốt lõi để giảm thiểu số vụ tai nạn thương tâm. Để làm được điều đó, đòi hỏi phải có sự chung tay của toàn xã hội. Bên cạnh sự nỗ lực phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành thì rất cần có sự đồng hành của gia đình để nhắc nhở các em thực hiện và có hành vi đúng khi tham gia giao thông. Đến đây thì chuyên mục Tiêu điểm nóng xin phép được khép lại. Quý vị khán giả có thể theo dõi chương trình được phát lại vào lúc 11 giờ 45 phút ngày hôm sau và trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.